Hi, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh Crypto Airdrop, kênh chuyên làm những sự kiện Airdrop Mining từ những dự án trên thị trường Crypto. Và nếu bạn nào chưa đăng ký kênh, hãy bấm cho đăng ký để cập nhật những video mới nhất mà mình chia sẻ trong kênh. Trong video này, mình xin hướng dẫn mọi người tham gia sự kiện Airdrop từ dự án Zipass Round 2. Đây là một sự kiện Airdrop Round 2 từ dự án Zipass. Để tham gia vào sự kiện Airdrop và nhận 200 token SBA Buddy, mọi người kết về link mình để phía dưới phần mô tả video. Rồi sau đó mọi người click vào Start. Sau đó mọi người click vào Zone Airdrop để tiến hành làm các nhiệm vụ mà dự án yêu cầu. Đầu tiên mọi người tiến hành làm nhiệm vụ Zone Airdrop và Channel của dự án trên Telegram. Sau đó mọi người tiến hành follow dự án trên Twitter. Mọi người tiến hành follow. Tiếp theo mọi người tiến hành like. Sau đó mọi người tiến hành retweet bài post của dự án và gắn thẻ bè bạn bè của mình. Sau đó mọi người quay trở lại chatbot, mọi người tiến hành copy hashtag mà dự án yêu cầu. Rồi để mình kiểm tra lại hashtag. Sau đó mọi người tiến hành retweet. Tiếp theo mọi người tiến hành follow fanpage của dự án. Mọi người tiến hành follow. Sau đó mọi người tiến hành follow dự án trên Instagram. Tham gia cộng đồng của dự án trên Reddit. Về nếu bạn nào chưa tham gia nhóm quảng cáo của dự án trên Telegram, mọi người có thể join vào. Tiếp theo mọi người tiến hành retweet thêm một bài post của dự án trên trang Twitter quảng cáo. Mọi người tìm kiếm về bài post Zipass, mọi người tiến hành like và retweet. Sau đó mọi người quay trở lại chatbot, mọi người click vào registration. Mọi người tiến hành giải mã captcha, nhập địa chỉ email của mình. Tiếp theo mọi người tiến hành nhập địa chỉ ví mạng Binance Smart Chain. Sau đó mọi người tiến hành gửi profile link Twitter của mình. Rồi để lấy link mọi người vào trang cá nhân. Sau đó mọi người tiến hành copy link profile. Rồi mọi người gửi về support. Rồi mọi người tiến hành gửi link mình để retweet bài post của dự án và gắn thẻ bè bạn bè. Rồi mọi người tiến hành gửi link bài post này. Tiếp theo mọi người tiến hành gửi link profile Facebook của mình. Tương tự Instagram. Rồi profiling Reddit. Sau khi hoàn thành tất cả nhiệm vụ mà chatbot yêu cầu, mọi người sẽ nhận được 200 token SBAD. Rồi để nhận thêm phần thưởng từ sự kiện Airdrop từ dự án Zipass Round 2, mọi người có thể copy link rep của mình mà bạn bè hoặc người thân của mình tham gia sự kiện để nhận thêm 40 token SBAD cho mỗi rep mọi người mở được.
Với sự kiện Airdrop của này là một sự kiện random 4.000 người may mắn. Dự án sẽ kết thúc vào ngày 10 tháng 12 năm 2021. Dự án sẽ phân phối token về ví của mọi người vào ngày 10 tháng 1 năm 2022. Video của mình đến đây là kết thúc, hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo.